Video này chúng ta sẽ cùng nhau dựng chiếc bàn ở phòng khách. Đầu tiên các bạn hãy kiểm tra lại đơn vị kích thước của chúng ta xem đã đúng đơn vị mm chưa. Sau đó chúng ta mạch file này vào. Các bạn chọn import. Chọn đến cái file bản đồ phòng khách số 04. Chúng ta open lên. Bây giờ các bạn enter bởi vì chúng ta thấy rằng cái đơn vị mm đã đúng rồi. Sau khi mạch vào, bạn có thể bật một file CAD bên cạnh để chúng ta cùng nhau tra cứu và tham khảo thông số kích thước nếu mà chúng ta quên. Bây giờ tôi sẽ chọn những đối tượng này và tôi sẽ xoay nó lên. Tôi nhấn phím E trên bàn phím. Làm tròn góc xoay. Tôi xoay 90 độ. Khi xoay các bạn thấy ngay đối tượng của chúng ta có sự trùng nhau về layer. Tôi sẽ phải tách cái đối tượng này ra. Tôi chọn đối tượng này. Qua Modify bấm vào số 3. Và kéo chọn vị trí đối tượng này để chúng ta đi tắt ra. Các bạn kéo xuống vị trí gần bên dưới cùng. Chọn đi tắt. Ok luôn. Bây giờ tôi chọn đối tượng này. Tôi xoay lên 90 độ đúng rồi. Các bạn chỉ cần mô hình được một đối tượng bàn thôi. Các đối tượng bàn còn lại dựa trên đối tượng bàn này. Chọn hai cái bàn này. Về phím VK bắt điểm. 3.0. Rotate. Nếu như bắt điểm các bạn bị ràng buộc kiểu này, chúng ta nhấn Alt D để bắt lên trên. Còn mặt phẳng này chúng ta cũng xoay 90 độ theo hướng Z và cũng bắt điểm vào vị trí này. Vậy là chính xác. Còn đối tượng bên này tôi có thể giữ nguyên không tác động. Bởi vì tôi dựng được một cái bàn này thì bàn này cũng dựa trên cái bàn lớn này mà thôi. Chúng ta kéo chọn đối tượng này. Nhấn Alt Class Q để hiện mỗi đối tượng đó thôi. Và giờ chúng ta sẽ dựng hình. Tiếp trên cái bàn chúng ta dày khoảng 20. Tôi chọn cái đường line này. Qua Modify chọn chút. Nhập thông số là 20. Nó có màu đen không sao. Tôi kéo lên vị trí bên trên này. Alt Class D để khóa trùng Z lại. Khóa lại rồi kéo xuống dưới. Bây giờ tôi chọn đường này. Tôi dùng lại output. Cũng 20. Tôi thấy rằng cái pivot của nó quá xa. Tôi nhấn cần trên A. Có tab thứ 3. Aspect pivot only. Control object. Và chọn lại đối tượng này. Bên này chúng ta còn thiếu một cái chân nữa. Tôi khóa đối tượng lại. Giữ phím shift. Bấm một cái đỉnh này. Tôi copy coi này. Bỏ tay ra và Alt Class D chạy qua, chọn copy, ok. Vậy là tôi đã hoàn thành gần như được cái bàn rồi. Còn vấn đề cuối cùng có một cái thanh sắt chạy từ đây qua đây nữa để nó cố định cái bàn của chúng ta. Tôi chọn và chút. Rất dễ phải không các bạn? Tôi so hàng nó với cái mặt bàn này. Tôi dùng Z mắc min mắc min Z. Ok, tôi đã hoàn thành một cái bàn rất nhanh. Giờ chúng ta đổi màu cái bàn này. Chọn tất cả các thành phần liên quan với bàn. Các bạn nhấn phím Shift S trên bàn phím để ẩn cái đối tượng 2D đi. Bây giờ chỉ còn lại đối tượng 3D thôi. Chúng ta nhìn thấy ở đây. Tôi chọn hết cái bàn này. Tôi nhóm lại bàn. Phòng khách. Sau đó tôi đổi màu cho nó. Nếu đổi màu không được thì chúng ta ốp tạm vật liệu đó cho nó sáng lên. Các bạn nhấn phím M trên bàn phím. Tôi kéo một vật liệu V-Ray NPL. Và tôi chọn hết đối tượng này. Đứng ở vật liệu này, bấm một cái nút này. Dán vào nó. Để cho nó thấy sáng lên đã. Tôi có thể tắt bóng đổ. Đây là cái bàn chính xác. Và tôi hiện lại các đối tượng. Shift F trở lại. Để mô hình cái bàn thứ hai bên này thì cũng rất đơn giản thôi. Tôi sẽ chọn đối tượng group này, qua Modify bấm xuống nhấn phím E. Chọn Edit Table Poly. Và cần trên V copy đối tượng mới dạng copy. Cái bàn thứ hai sẽ dựa trên cái bàn thứ nhất. Thao tác rất đơn giản thôi. Chúng ta nhấn số 1. Là di chuyển theo trục X này. 40. Ngược trục X 40.
-40. Và các chiều còn lại tương tự. Chúng ta sẽ kéo từ Z xuống một khoảng. Trừ 40. Cái bàn chúng ta có nhân dạng như thế này. Đây là kiểu bàn hiện đại. Tức là nếu mà chúng ta kéo dài ra thì chúng ta có hai cái bàn. Nếu không cần thiết thì mình có thể để nguyên những cái bàn đơn giản như thế này để chúng ta tiếp khách. Hoặc là chúng ta có thể xoay. Bây giờ tôi đã mô hình xong cái đối tượng bàn phòng khách. Bây giờ chúng ta có thể xóa đi những cái đường 2D không cần thiết. Tôi chọn sáp 2D, tôi kéo chọn hết. Nếu muốn chắc ăn, chúng ta nên di chuyển ra để xem là nó có thừa hay thiếu gì không. Để chúng ta quản lý cho chắc. Tôi có thể chọn tất cả đối tượng này, tôi xóa hết lúc. Mình không cần thiết nữa. Và tôi lưu cái bàn này để lần sau chúng ta cùng nhau mẹt nó vào cái file mà chúng ta đã thực hành rồi. Với bàn đôi phòng khách chúng ta đã cùng hoàn thiện, đó là cái bàn số 04 này. Nhưng mà dựa vào cái bàn này chúng ta sẽ hoàn thiện các cái bàn còn lại, như là bàn đôi dựa sofa chẳng hạn, ở cũng như 05 này. Nó chỉ khác nhau một số kích thước về chiều dài và chiều cao. Bây giờ tôi sẽ dựa trên cái bàn chúng ta đã mô hình xong và chúng ta sẽ hoàn thiện tiếp cái bàn dựa ghế sofa. Bây giờ tôi sẽ xóa một cái bàn nhỏ đi. Ta chọn cái bàn này. Xóa đi. Tôi biết rằng kích thước của cái bàn này chiều này ta là 500, chiều cao 400. Còn cái bàn dựa ghế sofa của chúng ta, cái chiều cao của nó tới 600, tôi nhấn số 1 trên bàn phím. Tôi tăng chiều cao lên, chọn 400 thêm 200 thành 600. Cái này không cần thiết nữa, mình có thể xóa trực tiếp nó đi. Tôi nhấn xóa luôn. Và chiều này chúng ta đang hiện là 800, nhưng cái bàn ở ghế sofa chúng ta chỉ 700 thôi. Tôi di chuyển từ đây qua đây. Tôi chụp X, trừ 100. Vậy là tôi đã làm xong một cái bàn nó ngay lưng dựa ghế sofa. Và đó này nó có một cái bàn đôi, một cái bàn ở bên trong cũng kiểu như bàn phòng khách, nó đóng vai trò là một cái ghế. Tôi cần chân V, bạn copy những phím số 1 trên bàn phím. Hiện đang là 600, tôi sẽ cho xuống 150, bởi cái ghế chúng ta chỉ cao khoảng 450 thôi, trừ 150. Ở bên này cách vào đây cũng trừ 40. Và đây là 40. Chúng ta làm rất nhanh, đã đáp ứng một cái cặp bàn đằng sau ghế sofa. Vừa là bàn, vừa có tác dụng là ghế. Các bạn kéo ra ngồi thì nó sẽ là ghế. Kiểu thế này. Còn nếu không chúng ta để lại nguyên như vậy. Dựa trên bộ bàn này chúng ta cùng nhau mô hình tiếp kệ tủ đầu giường. Tôi xóa đối tượng bàn nhỏ này đi. Các bạn nhấn nhấn trên bàn phím. Chúng ta làm như sau. Các bạn chọn đối tượng này, nhấn phím số 1. Kệ đầu giường chúng ta chỉ có thể làm như sau thôi. Các bạn chọn cái này. Nhập vào đây trừ 25. Bởi vì cái này chỉ rộng 675. Và ở trên trục Z. Nó cao 520. Tôi sẽ nhập trừ 80. Và chiều rộng của nó cũng vậy. Sẽ nhập theo trục Y hoặc 80. Nếu muốn đúng kích thước, các bạn có thể còn nghi ngờ thì tham khảo lại file test. Tôi làm hoàn toàn chính xác như file AutoCAD. Vậy là ok, rất nhanh tôi cũng đã làm xong cái bàn đèn đầu giường rồi. Cái này chúng ta phải lưu thành file riêng biệt để mạch cùng các file khác để làm cái nội thất của chúng ta.